Mời quý vị đón xem chuyên mục cuối tuần của đài truyền hình VTS Đài Loan. Thưa quý vị, tỷ lệ sinh con tại Đài Loan đang xếp vào vị trí gần cuối bảng trên toàn cầu. Thế nhưng nhiều phụ nữ không phải vì không muốn sinh con, mà chỉ là muốn sinh con muộn hơn. Vì vậy, việc trữ đông trứng có thể là một sự lựa chọn tốt nhất. Một nghiên cứu của Bệnh viện Quốc gia Đài Loan cho thấy, trong 3 năm qua, số phụ nữ từ 35 đến 39 tuổi chọn phương pháp trữ đông trứng đã tăng 86%. Cẩn thận xem liều lượng trong kim tiêm kích thích rụng trứng và tiêm thuốc vào bụng. Cô Động là giám đốc tiếp thị của một nhãn hàng nổi tiếng. Hiện cô đang trong bước chuẩn bị cho quá trình trữ đông trứng. Số lượng phụ nữ độc thân tìm đến liệu trình trữ đông trứng tại Đài Loan giống như cô Động hiện ngày càng nhiều. Theo một nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Đài Loan thì trong 3 năm qua, số lượng nữ giới ở độ tuổi từ 35 đến 39 tiến hành trữ đông trứng đã tăng lên 86%. Cô Động cho biết do lo lắng trong tương lai sẽ khó sinh sản vì lớn tuổi, cộng thêm cô cũng rất chú trọng đến sức khỏe của con. Vì thế, trữ đông trứng kịp thời khi còn khỏe mạnh là một nhân tố rất quan trọng. Do đó, cô cho rằng trữ đông trứng là việc xứng đáng để đầu tư. Tổng tỷ xuất sinh trong năm ngoái của Đài Loan chỉ ở mức 0,89, mức thấp nhất trong lịch sử, chưa bằng một nửa mức trung bình toàn cầu là 2,1%, chỉ xếp trên Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy trữ đông trứng có thể giúp nữ giới có thêm lựa chọn trong tương lai và hiện đã tạo nên xu hướng ngày càng đông, thế nhưng cơ sở y tế phát hiện tại Đài Loan hiện chỉ có khoảng 8% nữ giới sử dụng đến trứng dự trữ, một con số khá thấp so với 38% tại Mỹ. Thị trường là nhu cầu là tại đó, là tại, và tôi nghĩ chính phủ cũng có cần thiết. 有必要解决少子化这个问题，先预留生育能力。那也许经过十年后，少子化会被解决。因为现在很多女生不生，是因为没有卵。她想生的时候没有卵，那你叫她借卵，她又不要，所以会有一个过渡时期是痛点。 Hiện tại Đài Loan liệu trình trữ đông trứng bao gồm chi phí lấy trứng, thuốc men và thăm khám là khoảng từ 82.000 đến 123.000 đại tệ, còn chưa bao gồm chi phí bảo quản trứng hàng năm là từ 5.000 đến 10.000 đại tệ. Đây không phải là khoản tiền mà ai cũng có thể chi trả nổi. Ngoài ra hiện nay quy định thụ tinh nhân tạo ở Đài Loan chỉ giới hạn cho những cặp vợ chồng khác giới và nghiêm cấm đối với người độc thân cũng như hôn nhân đồng giới. Trong tương lai liệu có được nới lỏng hay không, Bộ Y tế và Phúc lợi phản hồi do việc sửa đổi luật liên quan đến nhiều khía cạnh nên cần phải thận trọng tiến hành đánh giá trên toàn diện. 修法涉及的面向很广。